chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 6 tháng 11 của Dusan Vina. Bản tin trưa này sẽ có những nội dung chính sau đây. Đào tạo tổng quan về code và các ứng dụng tại Dusan Vina. Hướng dẫn của FS về an toàn khi làm việc trên cao. Gần thủ Phan Văn Nghĩa giành giải nhất cuộc thi câu cá nội bộ lần thứ 3. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước hết mời các bạn đến với khóa đào tạo tổng quan về code cũng như những ứng dụng của các code này vào công việc thực tế trong các dự án. Tham gia khóa học là 39 nhân viên và kỹ sư trong công ty. Với đặc trưng là một ngành sản xuất các sản phẩm công nghiệp nặng chuyên về cơ khí, nên việc áp dụng các mã code thuộc Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế ASME của Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ đúng đắn là điều mà bất cứ một công nhân và kỹ sư nào ở Dusan Vina cũng cần nắm rõ, cần được cập nhật thường xuyên về những thay đổi, cũng như cần được đào tạo kỹ, tránh nhầm lẫn, bởi trong bộ ASME này có đến hàng ngàn code khác nhau. Khóa học được tổ chức theo nhu cầu người học, cụ thể là dành cho 25 kỹ sư đăng ký trên hệ thống MyHR trước đó và 14 nhân viên bộ phận mua hàng dự án. Đây là một khóa học rất cần thiết nhằm giúp người học có thể phân biệt được sự khác nhau của các code, tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật và nắm bắt những kiến thức tổng quan về code, từ đó ứng dụng vào công việc thực tiễn tại Dusan Vina một cách chính xác và hiệu quả nhất. Trong vòng 4 giờ đồng hồ tại trung tâm đào tạo, các học viên đã được hai giảng viên là anh Phạm Quang Lý, trưởng bộ phận NDE và anh Nguyễn Tấn Sửu, trưởng bộ phận đào tạo hướng dẫn, truyền đạt và chia sẻ những lý thuyết cũng như kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Ngoài những nội dung tổng quan về code, tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật, thì các học viên cũng đã có cơ hội tìm hiểu về phạm vi và cấu trúc các code thường sử dụng tại Dusan Vina, đồng thời hiểu về cách sử dụng các code này một cách hiệu quả nhất. Khi làm việc trên cao, nếu không tuân thủ các nguyên tắc an toàn thì rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Chính vì vậy, chúng tôi khuyến khích các bạn hãy bỏ ra vài phút để xem clip hướng dẫn an toàn khi làm việc trên cao, video do đội EHS phối hợp cùng bộ phận truyền thông thực hiện. Làm việc trên cao thường tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm và khi xảy ra tai nạn thường gây tử vong hoặc chấn thương nặng. Vì vậy, để ngăn ngừa các tai nạn có thể xảy ra, người lao động trong quá trình làm việc phải tuân thủ các yêu cầu sau đây. Những người làm việc trên cao, lắp ráp cẩu phải thông qua khóa đào tạo an toàn về lý thuyết cũng như trải nghiệm thực tế và được dán sticker biểu thị trên mũ. Người làm việc trên cao phải có sức khỏe tốt, không mắc bệnh tim, huyết áp, nặng tai hay mắc kém, nghiêm cấm sử dụng các chất kích thích, đồ uống có cồn trước và trong thời gian làm việc trên cao. Người lao động phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, sử dụng dây an toàn thích hợp khi làm việc từ 2 mét trở lên. Chú ý phải sử dụng dây toàn thân, hai móc và mang đúng cách. Tháo rời bộ phận giảm sóc khi làm việc dưới 5 mét. Đảm bảo khoảng cách từ vị trí móc dây đến mặt đất tối thiểu là từ 3m6 để khi rơi người không chạm đất. Gắn bộ giảm sóc khi làm việc từ 5 mét trở lên để giảm tổn thương cho cột sống khi rơi ngã. Trong quá trình làm việc, luôn giữ điểm móc trực tiếp phía trên đầu, tránh bị đánh đu khi rơi xuống. Sử dụng thang, giàn giáo, hệ thống trụ cứu sinh để hỗ trợ di chuyển lên xuống cần chú ý những điểm sau. Chỉ sử dụng khi chúng đã được kiểm tra an toàn và gắn thẻ xanh. Chọn loại thiết bị hỗ trợ phù hợp, chú ý cẩn thận để không bị trượt ngã. Không mang vác đồ vật nặng cồng kềnh, không đứng trên hay phía ngoài lan can để làm việc. Đối với thang giàn giáo di động, phải khóa chân phụ, cố định bánh xe chắc chắn rồi mới lên làm việc. Khi làm việc trên hệ thống trụ cứu sinh, phải luôn móc dây an toàn khi di chuyển. Đồng thời, các khoảng trống, miệng hở trong khu vực làm việc phải được che đậy, đảm bảo hoặc cảnh báo an toàn phù hợp. Ngoài ra, các sản phẩm đặt trên cao phải có biện pháp cố định chắc chắn, bỏ vật tư thừa vào thùng dụng cụ gọn gàng, ngăn ngừa rơi, phải có túi đựng đồ nghề, dụng cụ khi làm việc trên cao, không được ném bất cứ vật gì từ trên cao xuống, tuyệt đối không được làm việc đồng thời phía trên và phía dưới của cùng một khu vực làm việc,
khi làm việc phía trên phải khoanh vùng cảnh báo và bố trí người cảnh giới phía dưới. Không được làm việc khi trời mưa to, giông bão, gió mạnh từ cấp 5 trở lên và phải luôn sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp khi có sự cố xảy ra. Câu cá hiện nay đã trở thành thú vui và trở thành đam mê của rất nhiều người. Và sau đây là những hình ảnh về mùa giải lần 3 của các thành viên câu lạc bộ câu cá tại khu vực bờ đê chắn sóng của nhà máy đóng tàu. Tham gia mùa giải lần này có 10 thành viên của câu lạc bộ. Nói là tham gia thi đấu, nhưng thực ra đây là một buổi sinh hoạt, quy tụ các tay cần đam mê cùng nhau ngồi lại ở cùng một khu vực và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, những chiến lợi phẩm. Ngay từ lúc 7 giờ sáng, họ đã có mặt tại vị trí câu với đầy đủ những thứ cần thiết như mồi câu cá biển, các loại cần câu phù hợp, nước uống và thức ăn nhẹ. Rất thú vị, câu cá ở đê chắn sóng hay cảng vẫn là ở mép đất liền. Tuy nhiên, ở khu vực này sẽ có những loại cá gộp của các loại cá gần bờ và cá ở gần đá, cùng với một số loài khác thường xuất hiện như cá đù, cá vượt, cá bạc má. Với vị trí này, các thành viên đã dùng cách câu đáy vì ở đây có các khối bê tông ba cạnh để giảm sóng, tạo ra rất nhiều vị trí trú ẩn và săn mồi cho cá. Sau hơn 2 giờ đồng hồ thả câu, cần thủ Phan Văn Nghĩa đã câu được con cá đầu tiên trong sự chờ đợi và vui mừng của tất cả các cần thủ tham gia. Họ trở nên phấn khích hơn và tiếp tục cuộc thi của mình với mong muốn có được những con cá to hơn. 6 giờ đồng hồ trôi qua, cần thủ Phan Văn Nghĩa chứng minh bản lĩnh câu biển của mình. Chẳng những câu được nhiều cá mà anh còn xuất sắc câu được một con cá chẽm to nhất với cân nặng gần 2kg, giành giải nhất mùa giải lần 3. Các cần thủ còn lại cũng đã có được những con cá mang về và tổng trọng lượng cá câu được trong lần này là 15kg. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V9N79. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.